Sáng nay thì mình vừa mới order một hộp đồ khá là hay ho. Mình là fan của anh Hoàng Lê Giang bởi vì mình là dân thể thao cũng như là mình rất thích đi du lịch. Anh Hoàng Lê Giang thì lại là người Việt Nam đầu tiên chinh phục Bắc Cực, và nghe các câu chuyện của anh Giang thì mình cảm thấy rất là thích thú. Nên là từ khi biết đến anh Giang thì mình đã trở thành fan của anh Giang. Và đến sáng nay khi mình lướt Facebook thì có thấy anh Giang đăng status về hãng quần áo khá là mới là hãng Coolmade, thì xem qua thì mình thấy khá là ổn và mình thử order thử để xem chất lượng nó như thế nào. Thì sáng nay mình order và chỉ trong vòng có 2 tiếng thôi là mình đã nhận cái hộp đồ này rồi. Đó. Thì để mình thử bóc ra xem bên trong có gì hay không nhé. Có order một chiếc áo phông màu đen rất rất là thích, một chiếc quần short màu xám rất cũng rất là thích luôn. Mình order thêm cả ba đôi tất, hai đôi tất cổ dài và một đôi tất cổ lửng. Đôi cổ dài này, hai đôi cổ dài này và một đôi tất cổ lửng. Tất cổ lửng trông rất là hay, có chữ khuôn mét luôn này. Còn hộp này nữa, hai chiếc quần boxer mùa hè rồi, và boxer sẽ thoải mái. Còn nữa này, thư cảm ơn của anh Hoàng Lê Giang này, trông hay chưa này. Chúc cho những chuyến đi của bạn luôn là những chuyến chinh phục thành công, có luôn cả chữ ký của anh Giang này. Wow, đẹp chưa này. Chất lượng phục vụ thì không thể chê vào đâu được rồi, giao hàng rất là nhanh và còn thư cảm ơn nữa. Wow, ok, bóc hộp xong rồi, để mình thử đồ cho các bạn cảm nhận xem như nào nhé. A few moments later. Chiếc áo này chất rất là dày dặn, sờ rất là mềm mịn nhưng mà mặc rất là mát các bạn, không tạo cảm giác nóng bí hay là bay xù đâu. Mình nghĩ nó rất là hay ho đấy. Chiếc quần này em thấy mặc rất là thích, có dáng rất là thoải mái, màu sắc rất là trẻ trung, chất rất là mịn, mặc rất là mát. Hôm nay mình order một chiếc quần, một chiếc áo, hai chiếc boxer và ba đôi tất. Trong box đấy thì trị giá có 550 nghìn thôi mà lại có cả thư cảm ơn và chữ ký của idol của mình nữa. Mình nghĩ với mức giá 550 nghìn như thế là một mức giá rất là hợp lý cho anh em để có được những cái bộ đồ mà vào mùa hè mặc thoải mái và thoáng mát. Thì tại sao các bạn không thử nhỉ? Mình nghĩ đó là một trải nghiệm rất là tuyệt vời đấy.